rồi đem giọng rắn lên rồi ấy. Quay gì dữ rồi. Sao? Ở vô. Dạ. Mới thấy càng ngồi kia. Ủa vậy hả? Đi với ai vậy ta? Đi với bà Tư và bà Hải. Dạ. Bà Tư đúng không? À dạ bà Tư đúng rồi. Dạ. Dạ để chú em ra. Trời mẹ mua. Bao nhiêu mượn anh? Một phòng.